Ôi ta. Bùi đi sao chưa bao giờ. Đó kìa ông Văn kìa. Ông thấy chưa? Tôi nói ông hồi nãy làm chết luôn. Tôi nói ông giỡn. Ông Văn là ông nghe là tôi là đủ chứ ông đi củi rồi ông giỡn không trâu. Xe mà khó, xe câu không trâu chạm kịp hơi chiếc bự đùng nó. Tù xe máy đủ chả. Thằng ông có cái này vô đây nước còn mà. Có kìa kìa. Cái thằng ta coi như nên Văn. Đù mà. Đang đang bụ không nổi. Đù mà ngõ tư chưa còn có. Ghê thiệt. Đù mà. Đù mà nước đập vỡ ở đâu. Đù mà trâu hơi xe cầu quá. Đù mà quá ghê. Ê, tao tụ nó đi. Tao tụ nó đi. Đại vô, đại vô đi. Ôi. Ê, tao đâu đâu, hơi cái ba luôn. Bà đại dùng cái ba nước lên dùng cái. Ông nói ông Văn mà nã mà chỉ cần ông nghe lời ông một chút là chết dịch luôn. Nước cái chạy dừa vô tàu xe cái này mà nước chưa lơ. Không được, bước qua là tàu liền. Không được, anh bước rồi anh biết. Ê ê, anh đi, anh đi. Gì nhưng mà bà dùng câu quá. Ngõ tư gì sao thất thủ. Đù mà cái dòng châm. Anh Văn ơi, cái dòng châm của ông lệnh gì à. Cái châm là lấy nó trong bị trâu tới đây trời chụp chứ không bị. Cái bình cắm hoa châm rồi kìa. Đấy. Cái bò đang vậy. Trời không được cái này trắng với cái dây điện. Cái biết điện cái cọc. Ơ đâu. Cái tủ lạnh này ngập rồi mà chị đưa làm chi. Ngập rồi mà chưa ngập rồi được cái chữ ngập rồi mà chị để mơ lên nó vệ sinh được thôi chứ cái trời chị có cưa hay cũng ngập rồi mà chứ còn nước đâu có cái tàu được được đâu. Đừng có qua. Anh Văn chạy cái bánh xe mình lẹ đi, chạy cái bánh xe mình lẹ. Xe Lê Văn đã bị mất cứng ở đây rồi. Đây anh tì lộ kia má đâu. Xe Lê Văn đã bị mất dưới dòng rồi. Cái sợ không qua được đâu. Ở đây đi được, ở đây đi được. Mà chị đừng đi, ở đây chị đi bình thường. Ở đây đâu có chả. Đi qua đi ruộng quốc á. Rau tụ ra rau, tụ đi, tụ đi. Rau bê. Ừ.
Ngã tư lần đầu thất thu. Không có quá. Gà này rất là heo bộ đồ anh Văn ơi. Vỡ đập thủy điện rồi. Ngõ tư Duy Sơn bị vỡ đập rồi. Câu xe con rồi. Cái tòa đâu, trâu xe ngược là đâu kìa. Đùng có trâu ngược cái xe đó đâu. Đừng trâu trời cái đít cái đội đó nè. Đùng bắt cái đỏ kìa. Nghe chưa? Mở đập không lùm cho hết xe má hết rồi. Rào đây luôn, xe nước mía rồi đây. Đủ mà ta hết là mọi người không đầu nước không đâu. Đầu xe câu có giữ không nổi nữa. Ê, chạy, mà chạy. Ê. Đâu mà chạy đâu. Dạ lên. Vô nhà đi, đừng có tiếc nữa. Đùng mà cái đâu giấy tôi đâu đâu. Mãi mất mãi đâu giấy rồi. Anh Văn ơi, vậy cái bọn tôi trả cái thay cho xin nữa đi. Yeah.
Đâu dẹp cái bọn nó chạy vô vô trong đây nữa là anh co lên cái xe này thôi chứ. Ê anh, em trả cái xe phía dưới được anh. Được, vô đi. Tôi bồn nước bồn chi đâu. Vô câu vô. Xin vô. Quá kìa. Di sơ thất thủ vỡ đập thủy điện luôn. Mấy tụi con không được súng hay gì? Ta mà đứa mồm nó súng là chẹt giò đó. Trôi đi luôn mấy tự. Cái xe tôi quý thôi, sự cố đó kìa. Có xài nó nẹ, có kìa bóng bánh. Bóng bánh mà mày đậu ngon, ngon với lực cả. Đậu thu quý ngót chứ. Chưa từng thấy. Lũ quét quét. Đù mà nước lây xuống rồi mà. Đấy. Ê, ủa mới vô phía đàn kìa. Nó đây vô giờ dẫn vô qua nhà kìa, qua nhà kìa. Qua nước quá kìa. Đồ mà. Trâu bất chấp. Nước vỡ chưa thằng Thái chưa biết. Đồ hù mà người xem thôi, quá trời. Nước gì không ai biết. Đồ mà có một dằn luôn. Có một dằn lúc cái sàn không anh? Không có đường về được. Không có đường về được. Hay là tép má đó các bạn. Cái má nổ mà nước lên thì là nguy hiểm lắm đó. Hút chưa? Cái tép má là không hút. Để đây đó đi, chặt đi. Để đây đi, có vấn đề đét cái bầu lạ cái tay người. Con nghĩ tép má hợp lý nhưng mà cái gì từ từ tính chứ sợ đéo gì mà. Lịch sử Di Sơn chưa bao lục mà Nam Ni lục không từng thấy. Núi mà. Trời, cái đêm qua ban đêm là cháy luôn, mất hết luôn. Cái đêm ăn vỡ ban đêm là cháy hết luôn rồi. Vỡ đập à? Vỡ đập chết luôn, cái nước ở đâu rồi âm đập rồi cái này cái điện rút nhanh vậy. Nay nước này nậu đập thủy điện mình chứ nước ở đâu có. Cái đồ ơi giống đi cứ bước mình bước vào đâu đây không nổ. Có khi đồ nghĩ coi tao bị nước làm rồi. Đó. Bình đông bình tiết chuyện câu. Chờ đây là anh cứu quá. Tôi đây ở dưới chúng tôi đang rồi. Trời xuống này xuống nhưng mà dưới nước lỗ đồng ruộng không còn lỗ nước liền nước ở đây đánh dòng vô cái hẻm đó kìa. Tét má lên đăng nước lại không được kìa. Không tét má hợp lấy giận chứ mấy gì còn đè không nổ xí kéo chứ xuống gương đi đầu tét má đi cua nước thành nó còn rồi. Nước mạnh hơn nữa, đoàn tép má đi.
Cầu đầu xe nó giữ không nổi đâu. Rồi một ngày kia em đi xa, không còn ai trông bóng anh, đã không còn ai ngóng hàng đêm ngày. Ngõ Tư Chi Sơn. Không bao giá bằng, nghe con tim nhói đau. Cứ sao em vội vương. Quay xuống ngõ Tư Lục Nạn. Đó nó chụp đồ của má thôi nè. Tôi chiếc xe con quá nhỏ. Câu mấy xe con rồi. Xe má thì không đấy, đấy xe. Một anh nó bị neo đơn ở dưới cây cột, ôm cột. Căng xuống thấy là đây đã đi mà. Tao tán thù quê đi bà đó.